chồng con chưa ngồi nữa mà vợ ăn rồi phải không? Nay ăn gì à, vợ yêu? Canh chua. Canh chua gì vợ yêu? Canh chua có hú, hú hú hú. Canh chua có hú. Rồi bà cố luôn. Không ăn nước mắm nha, ăn nước muối à. Canh chua có hú. Ăn miền Tây đi, ăn nước muối mới đúng. Canh chua có hú nha. Ăn xong rồi ra đường. Măng bẻ ngoài chứ. Cái măng này bữa mình bẻ mà bụi tre nè. Ăn nha. Đói có gì quá. Ăn xong rồi gọi 114 liền nha. Có tê lử hay là đâu để ăn thử tê không? Tay tê chân gì đó. Sao? Rồi 114 nha. Rồi. Ngon. Ngon hả? Ngon. Ồ. Ngoại nói chua đúng chua. Vợ test trước đi. Có gì à? Có gì à? Có gì à? Anh nói là anh lấy có vợ gì? Mới. Có gì anh để tang cho. Có gì anh nhận phun điếu. Ăn trước đi. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Cơm nè. Cá nè. Ừ. Ngon quá. Quá ngon. Cơm trưa là món khoái khẩu. Có hai chồng à, bữa nay thứ bảy.